Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm video, mình hướng dẫn các bạn 4 kỹ thuật luyện chân trước khi vào tập môn Superdan. Thưa với các bạn là có những bạn nói với mình rằng là Zumba em tập được, cha em đi ok, thậm chí em có biết múa, vậy sao mà Superdan nó khó vậy, em không có tập được. Thực ra là Superdan không hề khó các bạn nhé, là do bạn chưa tập luyện đúng cách. Vì vậy nên hôm nay mình sẽ làm video, mình hướng dẫn các bạn cố gắng nhé. Các bạn nhớ nhé, 4 kỹ thuật nhún, rung, giật và bật. Đó, khi mà các bạn nắm rõ được 4 cái kỹ thuật này á, thì các bạn sẽ đi được, mình chắc chắn các bạn sẽ đi được. Đó, khi mà các bạn đi được bước đi bộ thì các bạn tập các bước khác nó sẽ rất đơn giản. Đó, các bạn ủng hộ mình nhé, like bài, đăng ký kênh với cả nhấn chuông để nhận được những video tiếp theo từ trang kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng mình bắt đầu tập. Chúng ta bắt đầu luyện tập các bạn nhé. Đó, các bạn thả lỏng cơ thể. Chúng ta sẽ khởi động đôi chân một chút, khởi động cho khớp gối với khớp mắt cá chân của chúng ta nó sẽ mềm. Khi tập chúng ta sẽ không bị đau nhức. Đó, các bạn làm theo mình. Đó, đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật rung. Đó, các bạn đứng thăng bằng thoải mái nhé, kiễng. Đó, các bạn kiễng lên. Các bạn kiễng theo mình nào. Rất đơn giản đúng không? Đó, kiễng, rung. Kiễng và rung. Đó, các bạn làm được không? Rất đơn giản. Kiễng, rung. Khi mà các bạn chưa quen á, thì các bạn làm như vậy nó sẽ hơi đau ở cái khớp mắt cá các bạn nhé. Thì các bạn có thể là lấy một điểm tựa. Đó, các bạn có thể tựa vào bờ tường hoặc tựa vào một điểm tựa ghế nào đó, các bạn rung như vậy. Đó, các bạn cứ làm như vậy. Khi các bạn làm chưa quen ấy, thì các bạn có thể rung như vậy, nó mỏi thì các bạn hạ chân xuống. Còn nếu như mà đã quen rồi thì các bạn sẽ không cái gót chân của các bạn sẽ không tiếp đất nhé. Đó, các bạn sẽ rung như vậy. Các bạn cứ tập nhiều lần cho quen với cái động tác rung này đi. Đó, các bạn là cần phải rung được thì khi tiếp tục nhé các bạn nhé. Đó, kiễng rung, kiễng rung. Các bạn cố gắng nhé. Làm như vậy chưa quen thì chúng ta sẽ thấy nó hơi đau chân đấy các bạn. Các bạn cố gắng kiên trì. Rất đơn giản. Đó, kiễng và rung. Các bạn làm nhiều lần như vậy. Làm nhiều lần như vậy. Tiếp theo nhé. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật nhún. Đó, các bạn rung như vậy đã thành thạo thì chúng ta sẽ học sang kỹ thuật thứ hai, đó là kỹ thuật nhún. Đó, chúng ta cũng thả lỏng cơ thể nhé. Đó, trùng gối và chúng ta nhún, trùng gối nhún. Đó, và chúng ta sẽ đưa chân lên xuống và sang ngang, bởi vì trong những bài nhảy của Superdan thì chúng ta sẽ di chuyển rất nhiều, đôi chân của chúng ta nó sẽ phải rất chi là linh hoạt. Đó, lên xuống sang ngang. Đó, nhún người, trùng gối nhún người, trùng gối nhún người, đưa chân sang ngang lên trên và xuống dưới. Đó, các bạn cứ làm nhiều lần như vậy. Đó, cứ làm nhiều lần thật kiên trì nhá. Đó, tập môn Superdan này là cần phải kiên trì với cả đam mê nữa các bạn nhé. Đó, nhún người, chúng ta hạ gối xuống một chút, lực chúng ta vẫn dồn xuống phần chân, phần mũi chân các bạn nhé. Đó, các bạn cứ làm như vậy, làm nhiều lần, làm thật thành thạo, chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Đó, nhún người và đưa chân lên trên, xuống dưới, sang ngang. Tiếp theo nha các bạn nhé. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật giật bật. Đó, các bạn rung nhún như vậy. Rung nhún như vậy và chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển chân. Di chuyển chân thì chúng ta vẫn rung nhún và lực chúng ta dồn xuống dưới phần mũi chân, phần tiếp đất nhé các bạn nhé. Lực dồn xuống đó. Lực dồn xuống đó và chúng ta sẽ căng cái phần bắp đùi sau của chúng ta lên. Đó, cái phần bắp đùi đó chúng ta căng lên, giật ở phần đó. Giật ở phần đó nhé các bạn nhé. Còn phần gối thì chúng ta vẫn nhún, vẫn rung. Nhún rung kết hợp với giật phần bắp đùi. Đó, các bạn làm như vậy. Giật căng phần bắp đùi nó và chúng ta sẽ cao chân nữa lên rồi chúng ta sẽ bật. Đó, khi đó chúng ta thành bước đi bộ các bạn nhé. Đó, các bạn bật cao chân lên.
Đó là chúng ta đã đi được bước đi bộ. Mình ôn lại từ đầu các bạn nhé. Nào chúng ta rung nào. Tiếp tục. Rung. Rung. Tiếp tục. Nhún nhé các bạn nhé. Nhún. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, giật. Đó các bạn kết hợp vừa nhún vừa giật. Chúng ta giật ở phần bắp đùi trên nhé các bạn nhé. Giật, chúng ta nhún, chúng ta giật một cái đó. Ta nhún, giật, di chuyển sang hai bên. Đó, chúng ta đi hình quả chám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, chúng ta đi hình quả chám sang hai bên. Đó, và tiếp tục chúng ta nhún, rung và giật. Đó, chúng ta sẽ thành bước như vậy, chuẩn bị tư thế và chúng ta sẽ lấy đà để chúng ta bật nhé các bạn nhé. Khi chúng ta bật, chúng ta cao chân lên. Cao chân lên bắt đầu. 1, 2, 3, bật. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đó, chúng ta bật được như vậy là các bạn đã đi hoàn thành được bước đi bộ nhé. Đó, khi bước đi bộ được như vậy thì các bạn tập những bước sau nó sẽ rất đơn giản. Các bạn cố gắng nhé. Mình sẽ ôn lại toàn bộ bài các bạn nhé. Đó các bạn rung. Kiễng và rung. Lực chúng ta dồn xuống dưới phần mũi chân các bạn nhé. Đó, mình sẽ đứng giao diện nghiêng cho bạn dễ quan sát. Đó các bạn kiễng và rung. 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 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tiếp theo là nhún các bạn nhé. À, các bạn trùng gối và nhún lên này. 1, 1, 1. Đó, trùng gối và nhún. Tiếp theo các bạn đưa chân lên xuống sang ngang nhé. Kết hợp vừa nhún vừa đưa chân. Đó. Lên trên xuống dưới sang ngang. Lên trên xuống dưới sang ngang trở về. Đó. Tiếp theo nhé. Tiếp theo là các bạn sẽ giật. Đó. Vừa nhún và vừa giật. Các bạn giật nhé. Chuẩn bị các bạn giật vẫn là nhún. Các bạn co. Co và các bạn có độ nhấn mạnh giật. Mạnh phần bắp đùi sau. Các bạn giật thẳng phần bắp đùi sau. Đó. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lực dồn xuống dưới mũi chân và căng phần bắp đùi sau. Giật ở phần đó. 1, 2, 1, 2. Khi mà các bạn rung nhún kết hợp với giật như vậy và chuẩn bị tư thế, các bạn sẽ đưa cao chân bật và chúng ta sẽ bật nhé. Đó, bật. 1, 2, 1, 2. Đó là các bạn đã thành công được bước đi bộ nhé. Các bạn cố gắng nhé. Chúc các bạn luyện tập thành công. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đó là đã thành công được bước đi bộ. Bước rất quan trọng và là bước đầu tiên của bộ môn súp đan. Bao nhiêu mong mơ ước muốn bên nhau suốt cuộc đời, anh vẫn luôn thầm mong tình ta